Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem clip của mình thì mình là Di, chủ nhân kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Hiện tại bây giờ là Di đang ở Hội An các bạn. Đó, bởi vì là tối ngày hôm nay thì có một cái sự kiện dành cho những nhân viên bán hàng xuất sắc nhất của Mercedes-Benz. Thì lần này Di rất là may mắn và vinh dự được tham dự cái sự kiện này. Đó. Bây giờ Di lên nhận phòng cũng như là cất đồ để mà đi ăn. Đó, hiện tại bây giờ là 1 giờ các bạn, rất là đói bụng rồi. Ok. Ok, đây là phòng của Di các bạn. Đây, cho các bạn xem một phòng nha, một vòng cái phòng nha, rất là đẹp nè các bạn. Đó, khi mà bước vào thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy là một cái nhà vệ sinh ha. Ở đây có một cái bồn tắm bằng đá nè, rất là đẹp luôn nè. Bằng đá các bạn nha. Đó, chỗ tắm đứng ha, cũng như là toilet sẽ nằm ở đây. Đây là Di nè các bạn. Ở đây thì các bạn sẽ thấy có một cái tủ để chúng ta pha cà phê, uống nước ha. Ở đây thì có một cái gương, cũng như là đây là một cái giường rất là to ha các bạn. Rất là to. Đó, khi mà chúng ta nằm ngủ thì chúng ta có thể là nhìn thấy được cái nhà vệ sinh ở bên trong. Đó, và đặc biệt cái phòng của Di các bạn, nó có một cái view rất là đẹp luôn. Đó, ngoài kia là một cái con sông rất là lớn. Và đây. Các bạn thấy là sông ở đây các bạn được làm bờ kè nó rất là gọn gàng, rất là đẹp luôn, cũng như là bên kia nó có những cái khách sạn nó rất là đẹp nữa ha. Hiện tại bây giờ là không khí ở đây nó khoảng tầm nhiệt độ khoảng tầm 28 độ các bạn nha. Thì so với thành phố Hồ Chí Minh thì là Di đã cảm thấy nó rất là mát mẻ rồi. Đó. Ở đây thì có một cái bàn để chúng ta có thể là ngồi uống cà phê cũng như là ngắm cảnh ở ngoài đây. Đó, rất là đặc biệt các bạn ha. Đó. Ok, bây giờ Di sẽ để hành lý lại cũng như là xuống dưới ăn trưa cùng với lại mọi người để mà chuẩn bị cho buổi tối. Đó, chúng ta sẽ có một cái gala dinner buổi tối dành cho những bạn đồng nghiệp ha, những nhân viên bán hàng xuất sắc nhất cũng như là những cái giải thưởng khác mà hàng năm mà Mercedes-Benz tổ chức dành cho các đại lý cũng như là dành cho nhân viên bán hàng. Bạn Di, mọi người đừng có mua xe của em đi. Nhớ nha. Xó. Khúc này là xó anh Hoàng nha. Chút đâu phải, khúc này về lòng tiếng lại. Lòng tiếng lại. Bỏ nha, không mua xe anh mua xe. Bây giờ là Di đã chuẩn bị tươm tất xong hết các bạn. Đó, thay đồ hoàng chỉnh hết rồi ha. Đó, gần 6 giờ rồi, bây giờ Di sẽ đi xuống dưới, bởi vì là 6 giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái chương trình gala của Mercedes-Benz ngày hôm nay. Ok, lát nữa xuống dưới cái buổi tiệc ngày hôm nay nó sẽ như thế nào thì Di sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn tại buổi tiệc nha. Đây là không gian của resort của chúng ta lúc 6 giờ chiều nè các bạn. Đó, thì thực sự cái resort Hội An này các bạn, nó rất là tuyệt vời luôn, bởi vì nó nằm trên một cái cồn riêng biệt luôn. Cho nên là khi mà chúng ta đi qua cái phố cổ các bạn, chúng ta sẽ đi qua một cái cầu bắc qua cái cồn, thì nguyên cái resort này nó nằm trên một cái cồn luôn. Cho nên xung quanh của cái resort là nước, cho nên nó rất là mát luôn các bạn. Đó, và Hội An resort này thì các bạn thấy rồi ha, đây là cái kiến trúc mà truyền thống của Hội An. Đó, cái nét văn hóa truyền thống nè. Đó, khi nói tới Hội An thì các bạn sẽ thấy là sẽ biết là cái kiến trúc ở đây là đều là mái ngói ha, cũng như là những cái tường đều được sơn cái màu vàng. Đó, rất là đặc trưng. Đó, hồ bơi của chúng ta ở đây nè, rất là đẹp ha. Thì phòng của Di nhìn thẳng xuống hồ bơi, cũng như là các bạn thấy những cái chòi đó ha bạn. Đó là những cái chỗ mà chẳng hạn như là tập thể dục cũng như là chăm sóc massage này nọ các bạn. Đó, nằm ở trong cái chòi đó ha. Đó, resort của chúng ta thì rất là yên tĩnh nè. Di không biết là cái resort này nó có cách đây bao lâu các bạn, nhưng mà hiện tại cây xanh nó cũng giống như mới vừa được trồng á, cũng không có nhiều cây xanh lắm nè các bạn thấy nè, nó vẫn không có nhiều cây xanh, ý là cây xanh ở đây nó không có phải là được trồng lâu năm đâu. Đó, các bạn thấy nè, hầu như là những cái cây xanh của chúng ta nó mới trồng thôi. Ok. Thời điểm này các bạn ở Hội An thì cái không khí nó cũng không có nóng ha, nó cũng rất là mát mẻ, nó khoảng tầm 27-28 độ C thôi. Cho nên là khi mà ở Sài Gòn chúng ta đi ra Hội An vào cái mùa này thì chúng ta cũng cảm thấy rất là dễ chịu cũng như là rất là mát mẻ.
Ok, bây giờ Di sẽ đi một vòng resort, sẽ quay cho các bạn xem nha. Rất là đẹp luôn các bạn. Thật ra thì Di nghĩ là lần sau Di có đến Hội An hoặc là đến Đà Nẵng các bạn, vì Di cũng sẽ quay lại với cái resort này. Bởi vì là Di cực kỳ thích cái nét, coi như kiến trúc ở đây cũng như là cái không gian ở đây. Nó cảm giác nó rất là trong lành cũng như là rất là mát mẻ luôn. Đó các bạn thấy nè, thật ra đây là một cái resort nhưng các bạn nhìn thấy nó giống như một cái khu phố cổ ha. Đó, bên kia thì là phố cổ Hội An rồi, ở đây là một cái khu phố cổ thu nhỏ lại. Đó, nó là của cái khu resort này. Các bạn thấy không? Đó, các bạn nhìn thấy tưởng đâu là một cái khu phố cổ nhưng mà nó không phải. À, nó của khu resort các bạn nha. À, rất là đẹp, rất là dễ thương luôn. Hiện tại thì bây giờ Di đi ra cái mặt phía sau của khu resort là các bạn sẽ thấy sông nè. Đó, resort chúng ta nằm trên một cái cồn cho nên là sông bao quanh nó rất là đẹp luôn. Cũng như các bạn thấy ở đó là có một cái cầu đang xây nè. Thì một thời gian ngắn nữa thôi thì cái cầu đó nó sẽ thông qua đây. Bởi vì lúc nãy các bạn Di muốn đi qua khu phố cổ, Di phải đi qua một cái cầu ở phía bên kia nè. Đó, nhưng mà bây giờ có thêm một cái cầu ở đây nữa thì sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều ha. Con sông ở đây các bạn, nước nó rất là sạch, nó rất là xanh luôn. Đó, cũng như là hai bên được làm bờ kè nó rất là đẹp luôn các bạn. Đó, ở đó có một chiếc tàu du lịch nè, đó để dành cho chở khách du lịch ha. Cái phòng của Di thì nó sẽ nằm ở phía trên kia một chút xíu các bạn, đó, sẽ nhìn ra phía mặt sông. Ok, thôi bây giờ Di sẽ đi vào sự kiện bởi vì là cũng sắp bắt đầu rồi. Ok, hẹn gặp lại các bạn nhé. Hello, anh em mình cày quá. Thế sung sướng quá. Sẽ cố là Inter xong rồi vô đây xong rồi chơi bóng ngày xong rồi. Thời tiết gì thì đẹp quá à. Mát mát còn nắng lắm. Nắng lắm. Anh đang có mưa gì đâu đúng không anh? Mưa. Dạ. Nó lạnh được có hơn 1-2 hôm à. Dạ. Trong cho nó lạnh nè. Chị em đỡ đem luôn. Đỡ nóng. Không mưa mà. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. In the south, and it soon followed with the worst month ever in August since 2014. Và chúng ta đã bắt đầu năm 2021 không thể nào tuyệt vời hơn cho đến khi dịch Covid-19 chuyển biến nặng vào cuối tháng 4 tại miền Bắc, sau đó là miền Nam,
Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn vào tháng 8 khi dân số xe bị xuống thấp nhất kể từ năm 2014. But by the middle of September, the sun started to shine and you could open some of the dealerships first in the north. And then later, by the start of October, we could open all of the dealerships across Vietnam. Thế nhưng mọi thứ bắt đầu có dấu hiệu khả quan hơn vào giữa tháng 9. Chúng ta đã mở lại được một số đại lý tại miền Bắc. Và đến tháng 10 thì ta đã hoạt động lại bình thường trên khắp Việt Nam. In November 2021, together, we achieved the all-time retail record of 1,167 cars. And now in this channel atmosphere, I would like to invite on stage our distinguished guest to bring a glass to celebrate our event tonight, Mercedes-Benz Star Award 2022. Và ngay bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu ông Greg Kelly. I would like to invite on stage Mr. Greg Kelly. Ông Đỗ Tiến Dũng. I would like to invite on stage Mr. John Lloyd White. Và trân trọng kính mời lên sân khấu bà Trần Thị Phương Mai và ông Dương Kiên Cường. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu sẽ cùng tiến lên sân khấu để nâng ly chúc mừng cho sự kiện chúng ta buổi tối ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, ngay lúc này đây thì chắc là quý vị chúng ta cũng sẽ sẵn sàng chuẩn bị ly rượu trên tay của mình ạ. Để cùng với các vị đại biểu trên sân khấu, chúng ta sẽ cùng nâng ly cho một năm hết sức tuyệt vời của riêng Mercedes-Benz Việt Nam 2021 để chuẩn bị cho chặng đường sắp tới 2022. Và mấy anh sẽ xin phép được đến lượt tất cả chúng ta sẽ cùng nâng ly quý vị nhé. Mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Are you coming? Let me cheer for this event. 3, 2, 1, cheers!
gặp lại các anh ở Hải Phú Tè ạ. Quý vị thân mến, và bây giờ chúng ta sẽ đến với hạng mục tiếp theo. Và ở hạng mục này thì chỉ có một winner. Ngày hôm qua các bạn thì trong cái buổi event của Mercedes-Benz thì các bạn thấy không, nó mọi thứ được set up cũng như là cái chương trình nó cực kỳ đặc biệt luôn. Và Di rất là may mắn ngày hôm năm nay Di vẫn được cái giải rất là vinh dự các bạn. Đó thì do ngày hôm qua là Di quay mà cái máy của Di bị hết pin đó, đến ngày hôm nay thì Di mới sạc pin lại nè, cũng như là bây giờ thì Di chuẩn bị hành lý đó để mà chuẩn bị về lại thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục công việc đó. Thì cái chuyến mà đi Hội An của Di thì nó là như vậy ha. Thì Di muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những anh chị khách hàng đã ủng hộ Di trong suốt cái thời gian vừa qua để mà Di có được cái kết quả như ngày hôm nay. Ok, hẹn gặp lại các bạn tại những video clip tiếp theo nha. Thank you.